Còn gì nữa không anh? Tên. Từ từ, tiếp đi ạ. Tiếp. Gì nữa? Hết rồi. Trời ơi, sao anh ấy cứ kiểu lúc nào cũng kiểu cụt lủn thế nào ấy. Thôi thế là được rồi con. Ơi. Cảm ơn cậu. Đã biết trưởng thành và biết là người phụ nữ chăm sóc chồng con. Trời ơi, thích quá. Không có gì, cảm ơn cậu luôn. Cảm ơn em. Mẹ đã yêu anh. Thấy chưa? Người ta cảm ơn mình có nội dung như thế. Ảnh cụt lủn. Hình như là anh bố cần phải nói một điều gì đó nhỉ? Ừ, mẹ đang muốn nghe ghê cơ. Chúng con đi hết một vòng rồi bây giờ về đúng chỗ của bố đấy. Ôi giời ơi, các con mình nó trẻ trung, nó xến sầm. Chứ tôi 3 tuổi này rồi thì nói năng thế thì ngượng chết. Thế bố, từ nhà con nhà. Các con ơi, thế ba anh con trai này là con của ai ấy nhỉ? Con mẹ Cúc à. Hóa ra các con là con mẹ đúng không? Thế thì bố phải làm gì bố chứng minh bố là bố của ba anh ở đây đi ạ. Mà bố còn phải chất hơn ba người ở đây luôn. Đúng rồi, con nói được bố phải nói được. Đúng. Từ từ. Hả? Nhưng mà không chơi cái bài là từ đầu như nào đâu nhá. Ồ, bố hay thấy lắm từ đầu như nào ấy nhở. Không ai nói mà. Tôi cảm ơn bà. Ấy trời ơi, thời bây giờ ai mà tôi với bà. Thời bây giờ là hãy nói anh em từ tận đáy lòng. Hợp lý. Xong rồi bố cho thêm một tí run rẩy, tí tổn thức vào, kiểu như là anh cảm ơn em. Thế nó mới deep bố. Tự tin lên bố, tự tin lên. Deep vào. Deep vào bố, sâu deep. Tôi anh cảm ơn em. À, phải có nội dung nhá, phải có nội dung nhá. Về thứ hai. Vì đã trả nợ cho anh 50 triệu. Chuyện gì vừa xảy ra đây? Có chuyện gì đây? Hả? Cái gì đây? Cả cuộc đời mẹ nóng quá mới nhận được một lời cảm ơn đáng giá 50 triệu. Bố xuất sắc đó. Ý mới gọi là bố của chúng con. Thôi các con, tôi đang định dạy các con một bài học quý giá đấy bà. Thế thì mẹ con mình phải nghe tôi nhỉ. Các con, trật tự, nghe bố nói nhé. Tập trung, tập trung. Chứ hôm nay lớp mình học bài gì bố? Dạ vâng, bọn con đều là những học sinh yếu kém. Có gì bố cứ nói cụ thể. Vâng ạ. Nào, các học sinh trật tự. Túc, nghe túc. Bố nói nè. Vâng ạ. Anh ấy, anh là người cần phải học kỹ nhất đấy. Anh đừng ngồi đấy mà cười nhá. Khoanh hai tay lên bàn. Khoanh tay vào. Không thành tranh. Đó. Ngồi nghiêm túc. Không cười nữa. Bỗng dưng mà trúng số, tức là may mắn ở trên trời rơi xuống, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Xong rồi đang tưởng trúng lại hóa ra xịt, thế là đen đổi, đúng không? Vâng. Đáng ra là xịt nhưng mà vẫn cứ tưởng là trúng vì vẫn có tiền mua tivi, xong rồi lại vui như là mình đang trúng số ấy, đúng không?
Vâng, đúng rồi ạ. Sai ngay từ đầu. Tờ vé số là do mình mua, chứ không phải tự dưng mà có. May mắn cũng không phải tự dưng mà đến. Tất cả là do mình. Tinh thần của mình là cái thứ là mình phải tự quyết định. Mình phải tạo ra may mắn, tạo ra niềm vui cho chính bản thân mình. Các con nghe rõ chưa? Vâng ạ. Rõ ạ. Thấm chưa? Thấm. Thầy giáo toại number one. Ông bố vào cho làng giáo dục công dân.